đứng chân trước chân sau, chân thuận đặt phía sau, nửa trước bàn chân chống xuống đất và hơi xoay ra ngoài. Mũi bàn chân trước hơi xoay vào trong, trọng tâm rơi vào chân trước, thân người xoay sang phía chân thuận, sao cho trục vai gần vuông góc với biên ngang, mắt nhìn hướng giao cầu. Tay bên chân thuận cầm cầu. Thực hiện, tung cầu trách ra trước, sang phía chân thuận, sao cho vị trí rơi của cầu cách mu bàn chân từ 60 đến 80 cm. Khi cầu rơi xuống, Chân thuận quét ngang theo đường vòng cung từ sau ra trước. Mu bàn chân tiếp xúc cầu khi cầu cách mặt đất khoảng 20 đến 30 cm, đồng thời thân người xoay từ sau ra trước, cùng chiều với chân thuận. Giao cầu xong, nhanh chóng vào sân, chuẩn bị đỡ đường cầu đối phương đá trả, cùng nhìn lại toàn bộ kỹ thuật một lần nhé. Cảm ơn các bạn đã xem video, nhớ đăng ký kênh để không bỏ lỡ video mới nhé.